Xin chào tất cả mọi người. Tôi soạn ra cái loạt bài về từ vựng tiếng Pháp này có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giúp các anh chị mới học tiếng Pháp biết nhìn ra mặt chữ tập đọc. Và mục đích thứ hai là qua cái bài tập đọc này, chúng ta học một số các cái từ ngữ thông dụng ở trong cuộc sống. Bài hôm nay nói về các loại rau. Rau là lê, lê, gươm, ơ, accent aigu đọc là e. Chữ G này khi đứng trước chữ U thì đọc là G. G đi với O, A, U thì phát âm là G. Lê, lê, gươm, các loại rau. Số 1, broccoli. C đi với O đọc là G. C đi với A, O, U đọc là G. Broccoli, bông cải xanh. Bông cải xanh là một loại cải cùng họ với cái bắp cải như thế này, cùng một họ nhưng mà nó màu xanh. Số 2, anchois. Chúng ta để ý CH uốn lưỡi, sh và O với U đọc là U. Anchois là một cái bắp cải. Bắp cải số nhiều là su, chúng ta thêm X. Các danh từ tận của mỏng OU thì có một số thêm S, một số là thêm X. Su này là thêm X. Anchois. Anchois, chữ su này phát âm giống chữ su ở bên trên. Fleur là bông hoa. Chúng ta để ý đây là âm ơ, mình tròn cái miệng lại và có cái âm e ở cuối từ. Fleur, une fleur là một bông hoa. Anchois là cải bông. Có người gọi là chou-fleur, giống như tiếng Pháp. Số 4, chúng ta để ý chữ G khi đứng trước ơ, i. Y thì đọc là r, siết hai hàm răng lại. Germe là một cái mầm nó nảy ra từ một cái hột, cái hạt. An germe de soja. Z này phát âm cũng siết hai hàm răng lại giống như là g. Soja. An germe de soja. Soja là đậu nành. Germe de soja là giá. Thực sự ra cái mầm này làm từ đậu xanh. Đậu xanh là haricot mango. Chúng ta dùng chữ này để nói lên cái hạt đậu xanh, để phân biệt với haricot vert là cái đậu cô vert là một cái trái. Chúng ta nói lại số 4, un germe de soja là giá. Un haricot vert, chúng ta để ý chữ H này là H aspiré, do đó mình không được phép nối từ chữ N nối qua. Chúng ta phải đọc riêng. Un haricot vert. Nhiều, trái đậu cô vert là D haricot vert. D là số nhiều của A. Và đây thêm S, đây là thêm S. D haricot vert, un haricot vert, đậu cô vert. Chữ S trong số 6 này chúng ta phát âm là Z, bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm I và Ơ. Liseron d'eau. Ơ, A, U là phát âm là O. O là nước. Liseron d'eau là rau muống. Để sau có cái chữ Liseron d'eau xuất phát từ một cái loài cây ở bên các xứ ôn đới, ở bên nước Pháp. Có cái loại hoa dại Liseron. Nó leo lên trên tường, nó leo lên trên các cái bụi, nó không mọc dưới nước. Và nó có cái lá và cái bông giống như rau muống ở bên xứ chúng ta, do đó người Pháp họ gọi rau muống là Liseron mọc dưới nước. Liseron là một cây mọc ở trên cạn, nó leo lên trên cao và nó có cái lá hình thù giống rau muống, nó có cái bông cũng màu hồng giống như hoa rau muống, do đó người Pháp gọi rau muống là Liseron d'eau, là cái loại cây Liseron mọc ở dưới nước. Une pousse de bambou. Pousse, O với I đọc là U. Pousse là cái mầm. Mầm này là mầm nhỏ. Mầm này là rất nhỏ. Cái này là một cái cây, nó đâm từ dưới đất lên một cái mầm lớn của cây tre. M mà đứng trước B đọc là N. Pousse de bambou. Pousse de bambou. Bambou là cây tre. Như vậy đây là cây măng. Chúng ta quan sát ở trong một cái bụi tre có những cái pousse, có những cái mầm rất là lớn, to hơn cái germe mà nó nhỏ, nó mảnh mai, còn cái pousse này nó to.
Bus là bamboo, là một cây măng. Số 8, une laitue, không phát âm chữ ơ cuối. Une laitue là rau xà lách, rau này chúng ta để ăn sống. Cái này chúng ta phát âm giống như tiếng Việt. Carotte, une carotte, une carotte, không phát âm ơ cuối của cà rốt. Số 10, ký tự em ở trong chữ này có giá trị phát âm như là n, bởi vì nó đứng trước b. Đứng trước b thì phát âm như là n, do đó hai chữ này viết khác nhau mà phát âm giống nhau. Un concombre, un concombre, dưa leo, phát âm giống nhau. Sourave, su giống bên trên. Un sourave, củ su hào. Un radis, s cuối không phát âm, radis là củ cải trắng. Au potiron, un potiron là bí đỏ. Un potiron. Số 14, un poivron, o v i là oa, o v n là ông, âm mũi. Un poivron là quả ớt chuông, nó có màu xanh hoặc là màu đỏ. Có nơi gọi là ớt Đà Lạt, ớt chuông. Un margosier, G đứng trước O đọc là G, Z đứng giữa hai nguyên âm, S đứng giữa hai nguyên âm, phát âm là Z. Un margosier, un margosier, trái khổ qua hoặc là trái mướp đắng. Une tomate, quả cà chua. Cái này đọc nối. Uno, A với U đọc là O. Uno bergine, G đứng trước I là J. Uno bergine, cà tím. G đứng trước E cũng đọc là J. G đứng trước E đọc là J. Une courgette, une courge, quả bí. Une courgette, quả mướp. Ba cái âm G này đọc giống nhau. Une aubergine, une courge, une courgette. CH uốn lưỡi. Chayotte, une chayotte, quả su su. Une chayotte. Les légumes, un brocoli, un chou-fleur, un gerbe de soja, un haricot vert, un liseron d'eau, une pousse de bambou, une laitue, une carotte, un concombre, un chou-rave, un radis, không phát âm S cuối, un radis, un potiron, un poivron, un margosier, une tomate, une aubergine, une courgette, une chayotte. Trong phần sau đây chúng ta học một số các cái gia vị và các cái rau thơm. Herbe nguyên thủy là cỏ. Herbe chúng ta hay dùng là cỏ, ở đây là các cái rau thơm. Les épices là các cái gia vị. Số 1, l'ail. L'ail, tỏi. L'ail, A-I không đọc là E, đọc là l'ail. Số 2 rất đặc biệt, xin mọi người để ý. O với I là oa. Ở trong trường hợp này đọc là O. Đây là trường hợp duy nhất. O với I đọc là O, không phải là oa. Đây là O. G với N là nhờ. Âm nhờ trong tiếng Việt. O với N là âm mũi. Là củ hành tây. Củ hành tây đọc là lô nhung, lô nhung. Tôi xin nhắc lại, O với I bình thường đọc là oa, giống như ở dưới này này.
O với Y là oa. Trong trường hợp này đặc biệt đọc là ô, lô nhôm của hành tây. Ở đây chúng ta để ý G đứng trước I, G đứng trước Ơ đọc là G. M đứng trước B phát âm là N, N. Do đó nó đọc giống như cái âm tiết trước. Jean-Jambre, Le Jean-Jambre, Le Jean-Jambre. Không phát âm cuối, do đó đọc tới đây thôi, là củ gừng. Curcuma là một từ phát xuất từ tiếng Tây Ban Nha, Espanol. Chúng ta phát âm là curcuma, curcuma, Le curcuma. Đây là tiếng Tây Ban Nha. La citronelle, la citronelle. C đứng trước y đọc là s. La citronelle là cây sả. C đứng trước y đọc là s. O với u là u. La cibule, la cibule là hành hoa. Hành chúng ta dùng làm gia vị để cho vào các cái món ăn. Chữ T cuối không đọc. O với N là âm muối. Le piment, le piment là trái ớt. O với I là oa. Ơ cuối không phát âm. Le poivre, le poivre là tiêu. Tiêu với ớt đến với nhau. Le piment, le poivre. Đường với muối đến với nhau. Le sucre, le sucre. Âm ơ cuối không đọc. Muối, le sel. Chúng ta phát âm chữ L là cái lưỡi để ở thành vòm họng. Khi ở cuối từ thì lưỡi của mình đụng vào cái vòm họng ở bên trên, nó ra chữ này. Le sel, le sel là muối. Đường với muối đi với nhau. Le sucre, le sel. Le curry là cà ri. Le curry, le curry. Curry hay curry nó là một tiếng nước ngoài. Ở đây là một từ ghép. Sang là năm, epis là các cái gia vị. Đọc nối. Le cinq epis, le cinq epis là ngũ vị hương. Le cinq epis. Le glutamate, le glutamate là bột ngọt. Có nơi gọi là mì chính. Chúng ta để ý S đi với Ơ. Ơ accent to be đọc là E. S đứng trước E đọc là S. S đứng giữa hai mươi âm phát âm là Z. Le sésame, le sésame là mè hay là vừng. Ascom Ơ không phát âm. La menthe, la menthe là rau bạc hà. La menthe, rau bạc hà. Chúng ta gặp cái chữ này trong bài trước rồi. Sauce, A với U đọc là O. Sauce, poisson là cá. Sauce de poisson là nước mắm. Sauce là nước chấm, là các cái nước lấy từ rau xào, từ các cái đồ kho. Ở đây là nước chấm làm bằng cá, là nước mắm. La sauce de soja, la sauce cũng là nước chấm. Làm từ đậu nành là nước tương. Làm từ cá là nước mắm. Làm từ đậu nành là nước tương. Số 18, 19, 20 là ba loại dầu. Dầu là huile, không phát âm chữ ash. Chữ ash cầm, do đó đọc là l'huile. L'huile, không phát âm ơ cuối. Không phát âm ơ cuối. L'huile, làm từ các cái loại thực vật. L'huile végétale, siết hai hàm răng lại, uốn lưỡi. L'huile végétale, l'huile végétale, dầu thực vật. Dầu làm bằng từ hoa hướng dương. Hướng dương là tournesol, tournesol. L'huile de tournesol. Dầu đậu nành, l'huile de soja làm từ đậu nành. Còn một số các loại dầu khác, dầu mè, dầu ô liu. Các gia vị là les épices.
các cái loại rau thơm, les herbes, herbes nguyên nghĩa nguyên thủy là cỏ. Ở trong bài học này là các cái rau thơm, lai, lô nhung, âm ô, lô nhung, le gingembre, le curcuma, la citronelle, la ciboule, le piment, le poivre, le sucre, le sel, le sel, le curry, les cinq épices, chữ Q này nối qua chữ E đọc là K, le glutamate, le sésame, la menthe, không phát âm H, không phát âm O, la menthe, la sauce de poisson, poisson là cá, la sauce de soja, soja là đậu nành, l'huile végétale, l'huile de tournesol, l'huile de soja. À, xin cảm ơn tất cả các bạn.